Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tôi là Vưu Giai Kỳ, hiện đang học lớp 10A15, lớp cuối khối 10. Các thầy cô, bạn bè trong trường đều nói rằng lớp A15 là lớp dốt nhất khối, còn bên ngoài trường những người làm cha làm mẹ thì coi đó là một vị trí vô cùng quan trọng. Bởi lẽ ngôi trường hiệp hà này là nơi chiếm nhiều thành tích học tập nhất trong thành phố, các thiết bị học tập theo kịp thời đại cùng với đội ngũ giáo viên giỏi phải trải qua nhiều cuộc thi mới tuyển chọn được. Chính vì thế khi tôi là một trong 635 thí sinh đổ vào hiệp hà đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc thì hơn 1.000 thí sinh còn lại phải nằm ngùi tiếc núi nộp hồ sơ vào trường trung khác. Lễ khai giảng vừa mới trôi được 2 ngày thì tôi nghe tin lớp 10A1 có học sinh mới chuyển đến. Vốn dĩ cũng chẳng thấy có gì quan trọng nếu cậu ta không mang dáng vẻ đẹp như idol Hàn Quốc chiều cao cũng phải gần một M80, làn da trắng như em bé, đôi mắt một mí hiếp lại, sống mũi dài thẳng tắp, đôi môi mỏng gợi cảm cộng với phong cách ăn mặc càng khiến nhiều nữ sinh chết mệt. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy con người này về nhan sắc gần như là hoàn hảo. Cái bọn dân xã hội chúng tôi nhìn đi nhìn lại cũng toàn thấy là gái, đầu đầu cũng thấy gái. Có lớp thì chỉ có mỗi một thằng con trai làm người ngoài như tôi nhìn vào còn tưởng cậu ta là báu vật của lớp lớp tôi là lớp cuối khối nên con trai có đông hơn một ít đó là có chín đứa dù lớp không nhiều trai nhưng nói đi phải nói lại chín đứa con trai lớp tôi còn đẹp trai hơn nhiều bọn dân tự nhiên chúng mày cứ đi ngắm bọn con trai lớp khác trai lớp mình đẹp trai như thế này thì đeo ngắm thằng tuấn đáng lẽ ngồi bàn thứ ba dãy ngoài nhưng tiếc này đổi chỗ xuống ngồi sau tôi là bàn thứ sáu bọn con gái chỗ tôi đồng loạt quay đầu xuống nhìn nó nói trai lớp này ngắm chán rồi thằng lớp trưởng nghe bọn tôi nói xong, lắc đầu mở miệng. Toàn lũ mê trai. Chỉ mê trai đẹp thôi. Con Hồng ngồi cùng bàn đáp, giờ ra chơi, Hồng gấp sách vỡ lại, quay sang tôi ỉ ôi. Đi vệ sinh với tao đi. Tôi lườm nó, sao lúc ăn lại không thấy rủ nhỉ? Mai tao sẽ mua, nhá. Tôi mỉm cười nhún vai đồng ý đi cùng nó ra phòng vệ sinh, đến khu vệ sinh tôi đợi ở ngoài còn Hồng vào trong để tránh ánh nắng mặt trời tôi đứng nép ở sau cục tường rồi dựa lưng vào đấy, miệng ngâm nga bài hát yêu thích, chân thì nhún thành nhịp, đột nhiên có một bạn nam đi lướt qua tôi, nhìn kỹ thì phát hiện đó là nam sinh mới chuyển đến. Nghĩ là cậu ta mới chuyển đến nên đi nhầm khu vệ sinh nên tôi có lòng tốt nhắc nhở. Bạn ơi, đó là khu vệ sinh nữ. Con tưởng cậu ta sẽ ngoảnh đầu nở một nụ cười cảm ơn nhưng không ngờ cậu ta chỉ lạnh lùng đáp. Tôi biết, sau đó cứ thế thẳng tiến vào phòng vệ sinh nữ, cái thể loại người gì vậy biến thái chắc. Phòng vệ sinh nữ mà cũng vào, ngay lúc đó hồng nó cũng bước ra, gương mặt đỏ một cách bất thường. Tôi thấy làm lạ, hỏi. Mặt làm sao vậy? Hồng làm bộ e thẹn, đáp. Tớ vừa nhìn thấy một người vô cùng đẹp trai trong đó. Tôi giả bộ không nghe thấy bỏ đi về lớp. Cậu ta đúng là đẹp trai thật nhưng đẹp trai có ăn được không? làm cái vẻ lạnh lùng gì chứ? Ghét nhất là loại con trai như thế. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.